Tiên nữ giáng trần. Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng nọ có vợ chồng nhà phú ông hiếm muộn, mãi đến khi luống tuổi người vợ mới có mang. Thế nhưng kỳ lạ thay, đến ngày trở dạ thì người vợ lại sanh ra một con cóc. Trời ơi là trời, tại sao chứ? Ơi, nhà con làm gì có tội chứ? Sao ông trời không cho con được một đứa con bình thường mà lại sinh ra một con cóc chứ? Thôi, bà bảo ném con cóc này ra ngoài ruộng đi. Nhớ đừng để lộ cho ai biết việc vợ ta đã sinh ra một con cóc. Dạ thưa ông. Cha ơi, xin đừng vứt con đi. Mai kia con lớn, con cũng biết làm được việc nhà đỡ cho cha mẹ mà. Nghe cóc nói thế, cha mẹ đỡ tủi lòng và càng thương cóc nhiều hơn. Họ quyết định giữ lại nuôi nấng. Trong vùng ấy, có một người học trò mồ côi, nhà nghèo nhưng rất có chí. Một buổi khi tan học, anh đi qua ruộng lúa nhà phú ông, ngắt một bông để cắn trắc cho vui mồm. Bỗng có tiếng nói trong trẻo cất lên. Anh Đờ ơi, không được ngắt lúa nhà em. Là tiếng ai đang nói vậy? Ai vậy? Là cốc vừa nói sao? Dạ vâng, chính là em. Xin anh đừng ngắt lúa nhà của em nữa. Sao cốc lại biết nói chứ? Em là con gái nhà ông bà Phú Hộ. Em ở đây canh đồng cho cha mẹ. Nhìn bộ dạng em như vậy, chàng có chê cười em không? Sao ta lại chê cười nàng chứ? Giọng nói của nàng nghe thật êm. Từ nay nếu nàng không phiền, hằng ngày ta có thể qua đây trò chuyện cùng nàng không? Dạ vâng ạ, tất nhiên là được. Từ đấy, ngày ngày qua ruộng lúa, anh Đồ lại dừng lại trò chuyện, tâm sự cùng với cốc. Bất kể trời mưa hay nắng, cả hai rất tâm đầu ý hợp. Dần dần, anh học trò đem lòng yêu cô cốc lúc nào không hay. Cậu ta lấy vợ cốc về chắc hạnh phúc phải biết. Con cốc là cậu ông trời đó, cậu ta lấy được cậu ông trời đó, chắc cậu ta suốt ngày được nghe tiếng cốc kêu vui tai lắm đây. Này, tôi lấy làm thắc mắc, cậu ta lấy một con cốc về thì nâng khăn sửa túi cho cậu ta như thế nào nhỉ? Này, tôi có trò này vui lắm. Các bạn cùng trường thấy anh học trò lấy vợ cốc thì chê cười khinh bỉ, họ quyết làm cho anh bẻ mặt vì vợ một phen. Ngày xưa có tục lệ, học trò coi thầy như cha, nên sắp đến ngày giỗ mẹ thầy, họ đề ra cái lệ, tất cả học trò đã có vợ phải hiến mỗi người một mâm cỗ do chính tay vợ mình nấu nướng. Họ nghĩ rằng phen này anh chàng lấy vợ cốc sẽ phải bẻ mặt. Chính anh học trò nghèo cũng sợ vợ mình sẽ xấu hổ với bạn bè nên lo lắng vô cùng. Chàng chẳng việc gì phải bận tâm, cứ để em lo. Giờ chàng cứ đi học đi, đến giờ phải bưng cổ đến nhà thầy, chàng về nhà sẽ có đầy đủ, cổ ngon, cổ khéo cho chàng đem đi thi. Món vợ tôi nấu là ngon nhất. Ấy, thế thì huynh chưa biết về tài nghệ của vợ tôi rồi, vợ tôi nấu ăn ngon nhất vùng này. Cảm ơn các món ăn của các trò đã mang đến, ta sẽ thử từng món và tìm ra ai là người nấu ngon nhất nha. Xem, vợ cốc của công hoàng sẽ nấu ra món gì nhỉ? Chẳng lẽ là món canh côn trùng? Còn chưa thấy mặt mũi đâu. Chắc chắn là không dám đến rồi. Thử nghĩ mà xem, một con cốc sao mà nấu ăn cho người được. Xin lỗi thầy, trò đến muộn ạ. Dạ, đây là canh cá lăng do vợ con đích thân nấu tặng thầy. Mời thầy thưởng thức ạ. Món canh cá lăng là món ngon nhất của bữa cỗ ngày hôm nay. Rất ngon, vị vừa thanh lại vừa đậm đà. Ta chưa từng ăn món canh nào ngon như vậy. Thật là tức chết. Sao món của cậu ta lại được thầy khen thế chứ? Mà chắc chắn không phải vợ cậu ta nấu. Tôi đoán cậu ta đã đi mua về biếu thầy. Dùng cách này cậu ta rất dễ gian lận. Lại đây, tôi có kế này. Đảm bảo cậu ta phải bẻ mặt vì cô vợ cốc luôn. Cách gì thế? Đám học trò thua cuộc tức lắm. Nhưng thua keo này họ bày keo khác, quyết làm cho vợ chồng cốc phải xấu hổ mới thôi. Họ nghĩ rằng may áo là việc khó nhất. Cốc có thể nấu cơm được, chứ làm sao may áo được. Vì thế, họ xin với thầy cho các học trò đã có vợ, mỗi người may biếu thầy một cái áo. Áo nào thầy mặc vừa vặn, lại may khéo, thì người may áo sẽ được giải. Tuy nhiên,
không được may sẵn ở nhà mà phải may trực tiếp tại cuộc thi. Biết được Momo của đám học trò nghịch ngợm nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò, nên anh chồng Cốc vừa lo lại vừa buồn. Anh kể rõ sự tình với vợ. Bọn họ chẳng có mục đích gì tốt đẹp, ta sẽ xin rút lui khỏi cuộc thi. Em chỉ sợ anh ngượng thôi, chứ thiên hạ em không có sợ. Anh cứ yên tâm đèn sách học hành, đừng nên lo nghĩ gì cả, em sẽ tự mình lo liệu. Đêm hôm ấy trời mưa rất to, sấm sét đì đoàn. Vợ Cốc nói có việc phải ra ngoài. Trước khi ra khỏi nhà, vợ Cốc dặn chồng sáng mai hãy đến cuộc thi trước và đợi cô ở đó. Chỉ riêng anh Đồ vẫn còn sốt ruột đợi vợ đến. Giờ này mày vẫn chưa thấy cô ấy đến, không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không nữa. Mà rõ ràng là vợ mình không hề may vá được. Có lẽ vì không muốn mình mất mặt mà cô ấy bỏ đi tìm cách. Trời ơi, mình đã làm cô ấy khổ rồi. Lẽ ra mình phải nói thẳng với bọn họ rằng nhà mình sẽ không tham gia may áo tặng thầy chứ. Này, vợ huynh đâu? Sao không thấy đến tham gia cuộc thi vậy? Làm sao mà Cốc có thể may vá được áo chứ? Huynh biết rõ điều này mà. Sao huynh không thừa nhận và xin rút lui từ đầu đi? Có phải đã phải bẻ mặt không? Sao chồng tôi lại phải bẻ mặt chứ? Xin chào thầy cô, chào mọi người. Tôi là vợ chàng Công Hoàng. Xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi xin được bắt đầu cuộc thi may vá áo ạ. Mà thật không thể tin được, cô gái xinh đẹp này sao có thể là vợ cậu ta được? Vợ cậu ta là một con cốc cơ mà. Để xem cô ta có biết may vá gì không. Xin lỗi vì thiếp khiến chàng phải đợi lâu. Nàng là vợ ta sao? Mà đúng là giọng nói của nàng rồi. Tại sao nàng có thể... Thiếp sẽ kể lại cho chàng nghe sau. Thiếp phải mau chóng may áo cho kịp, nếu không người ta sẽ cười chê chồng của thiếp mất. Cuộc thi đến hồi kết thúc, những chiếc áo đều được các cô vợ hoàn thành để tặng thầy. Nhưng khi thầy thử vào, cái thì rộng thùng thình, cái thì chật không thể mặc được, cái thì sọc sệt chỉ bông hết. Đến lượt thử chiếc áo của vợ chồng chàng Đồ, quả nhiên chiếc áo vừa như in, đường may hết sức tinh xảo. Thầy rất hài lòng và hết lời khen ngợi sự khéo léo của vợ chàng Đồ. Quả là cô gái khéo léo nhất mà ta từng gặp. Chiếc áo may đẹp không chê vào đâu được. Công Hoàng, con thật may mắn khi cưới được người vợ vừa đẹp người, đẹp nết, lại giỏi giang đến như vậy. Đám bạn học thấy vậy ghen tị lắm, nhưng họ không còn trò gì để chăm chọc hay chơi xấu anh Đồ nữa. Nàng kể mọi chuyện cho ta nghe đi. Rốt cuộc nàng là ai? Có phải là tiên nữ giáng trần không? Đúng vậy, thiếp vốn là tiên nữ trên thiên đình, nhưng vì phạm quy mà bị giáng xuống làm cốc trong thời hạn 3 năm. Hôm qua là hết hạn thiếp bị đày, đáng ra có thể về thiên đình, nhưng vì gặp được chàng, một người chồng yêu thương thiếp hết mực, thiếp làm sao rời xa chàng cho được. Thiếp đã xin với Ngọc Hoàng nguyện từ bỏ cõi tiên để làm một người trần, vĩnh viễn được ở bên cạnh chàng. Cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã vì ta mà làm tất cả mọi chuyện. Kiếp này ta nguyện dùng cả cuộc đời của ta để khiến nàng thật hạnh phúc. Từ đó, hai vợ chồng Công Hoàng sống với nhau đầm thắm vui vẻ. Vợ sinh được nhiều con cái, chồng học thi đỗ cao làm nên chức lớn, sống một cuộc đời sung túc. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Chiếc bình thần kỳ. Chà, mới vào mùa hè mà đã nóng thế chứ. Chà, gì thế nhỉ? Ôi, một chiếc bình sành tuyệt đẹp. Tôi đã cắt được hết vạt cỏ đằng kia rồi. Thế mình cuốc đất thế nào rồi? Mà mình đang cầm cái gì trên tay thế? Mình nhìn xem, cái bình này đẹp không? Một chiếc bình sành cũ rích, tôi chẳng thấy đẹp gì cả. Mà chiếc bình này thì được tích sự gì cơ chứ? Mà thôi, trưa rồi, mình nghỉ tay ăn cơm đã. Trời ơi, mình xem kìa, lạ quá. Cái liềm của tôi, sao tôi cắm một cái mà lại mọc ra nhiều cái thế này? Trời đất, đây đúng là bình thần rồi mình ạ. Tôi có mơ không vậy? Thôi, chúng ta cứ về đã, thử cho một thứ số khác vào xem thế nào. Mình nói đúng đấy, nếu đây thực sự là chiếc bình thần, thì chúng ta sắp thoát nghèo rồi.
Mình đem gạo đến đây xem nào. Trời ơi, vậy là chúng ta đã thực sự không còn nghèo nữa rồi. Chiếc bình tuyệt diệu quá. Anh đi đâu mà vội thế? Năm nay, hạn hán đói kém quá. Tôi phải sang nhà Phú Ông vay ít gạo về cho các cháu ở nhà. Lão Phú Ông thường cho vay nặng lãi, nhưng như thế còn hơn là không có gì ăn. Các cháu suốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng. Bác đừng đi, sang nhà em lấy gạo về mà ăn. Sao cơ? Chẳng phải nhà chú rất nghèo sao? Đâu có khác gì nhà tôi, lấy đâu gạo mà cho tôi vay? Không phải em cho bác vay, mà là cho. Bác cứ theo em về nhà, em sẽ cho bác biết một bí mật. Thật ư? Mình ơi, có bác Tí Sang này. Mình mang chiếc bình quý và nắm gạo ra đây. Em chào bác. Chào cô. Anh Sửu có nói với tôi sẽ cho tôi biết một bí mật, làm tôi tò mò quá. Vâng, bác sẽ biết bí mật ấy ngay đây ạ. Bác xem nhé. Thật kỳ diệu. Bác nhớ nhắn với mọi người đến nhà em lấy gạo về ăn nhé. Cảm ơn cô chú quá. Cô chú thật tốt bụng. Từ ngày nhà này có chiếc bình quý, mình mất hẳn người làm công. Không những thế, còn không ai đến vay nặng lãi nhà mình nữa. Thật bực mình. Mình phải tìm cách lấy bằng được chiếc bình này. Chỉ cần có chiếc bình này, ta sẽ giàu to. Bọn dân làng không còn chiếc bình nữa, cũng phải đến làm thuê cho ta thôi. Bà vào nhà tôi bảo. Ông có chuyện gì mà cứ thì thà thì thục thế? Tên Sửu có chiếc bình rất quý, cho mọi thứ vào đó nó sẽ nhân lên thành rất nhiều. Tôi định tìm cách lấy chiếc bình đó đem về nhà mình. Chỉ cần bỏ chút vàng vào đó thì vàng sẽ đầy bình, chúng ta tha hồ giàu có. Đừng, tôi nghĩ không nên đâu. Người ta có chiếc bình ấy là người ta có phước, mà người ta cũng nghèo. Có chiếc bình, người ta cũng đỡ khổ, người ta còn giúp đỡ cho bao nhiêu người khác nữa. Ông không nên làm thế, chẳng ra làm sao cả. Bà thì biết cái gì? Không muốn giàu hả? Thì nhà mình cũng có thiếu cái gì đâu. Sao ông cứ muốn giàu hơn nữa để làm gì? Được, bà không đi cùng tôi thì tôi sẽ đi một mình. Lúc ấy đừng có cầu xin tôi đấy. Giờ ta phải xem chiếc bình này có gì kỳ diệu mà nó lại có thể nhân mọi thứ lên nhiều thế. Ôi, chết tôi rồi. Cứu tôi với bà con ơi. Thằng Dần. Nhìn tay lão Phú Ông kìa, chắc là ăn cắp cái bình của anh Dần rồi. Tham cho lắm vào, bây giờ nhiều tay tha hồ mà vơ vét nhé. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sun Pharma. Quyết định cuối cùng của robot. Tương truyền rằng ngày xưa khu rừng rậm nhiệt đới Libra là nơi sinh sống lâu đời của một bộ tộc lạ có tên là Valerie, có dòng máu đặc biệt. Khi loài Valerie chết đi và tan biến thành tro, đống tro tàn hiện trên ngôi mộ của họ sẽ để lại những viên đá Rhenium rất quý giá. Ai nắm được những viên đá này sẽ chế tạo được ma thuật để trường xuân bất tử. Kẻ đột nhập kia, người dám trộm cắp đá Rhenium sao? Đừng hòng mang nó ra khỏi lãnh thổ của ta. Đứng lại, đừng ép ta phải lấy mạng ngươi. Rồi, hắn mới chỉ lấy được một mảnh nhỏ thôi, chẳng có ích gì. Đừng đuổi theo nữa, kẻo ra ngoài đó sẽ rất nguy hiểm đấy. Biết bao nhiêu kẻ đã chết khi xâm nhập vào đây để ăn cắp đá Rhenium rồi. Thực sự tôi không muốn người khác đổ máu trên lãnh thổ của mình. Một khi biết được đá Rhenium giữ được sự sống trường tồn, họ sẽ không bỏ qua. Anh mới là người phải cẩn thận nhất, vì những kẻ ngoài kia thèm muốn viên đá từ dòng máu của anh hơn cả. Đó mới là viên đá của thủ lĩnh, có năng lượng mạnh nhất. Nhưng tôi tự biết bảo vệ mình mà, Savia. Tiến sĩ Marcus, tại sao nhiều năm nay ngài lại tốn kém công phu làm một con robot cao siêu như vậy?
con robot này sẽ thay ta đột nhập vào khu rừng cấm của bộ tộc Valerie. Ngài tạo ra sức mạnh của nó từ đâu vậy? Ta sẽ dùng chính mảnh Genium để tạo ra sự sống cho con robot này. Ngươi còn nhớ lần trước ta đã suýt chết để lấy được nó hay không? À, hóa ra ngài đã lấy được nó về ư? Lũ sinh vật Valerie đó đã nhầm. Chúng nghĩ ta sẽ không làm được gì hết, nhưng ta sẽ còn tạo ra một thứ còn khủng khiếp hơn. Từ nay đừng gọi là robot nữa, hãy gọi cô là Ruby. Cô ta sẽ phải lấy bằng được viên đá có năng lượng mạnh nhất từ dòng máu của tên Roy, thủ lĩnh bộ tộc Valerie. Ai đó, mau lên tiếng đi. Cô là ai? Sao lại đến được nơi này? Tôi là Ruby, tôi đi lạc vào cánh rừng này. Làm ơn cho tôi nghỉ nhờ qua đêm nay được không? Không được, nếu muốn sống, cô mau rời khỏi nơi này đi. Khoan đã, Savia, đó chỉ là một cô gái thôi. Rồi à, chúng ta không thể thiếu cảnh giác được. Chắc có lẽ cô gái này cần sự giúp đỡ của chúng ta. Lạ thật, mình chưa bao giờ thấy Roy dịu dàng với một cô gái. Suốt bao nhiêu năm nay, Roy chưa bao giờ cư xử với mình như vậy cả. Ruby, đây là nơi dành riêng cho cô. Mà cánh tay cô bị thương đúng không? Tôi không sao, cảm ơn anh nha Roy. Anh ta thật là một chàng trai ấm áp, tử tế. Nhưng Ruby, mày đã được Marcus ra lệnh phải thủ tiêu anh ta. Mày không được phép có những suy nghĩ ngoài lề khác. Tại sao cô ta không ra tay với Roy vậy? Marcus, liệu có vấn đề gì trong cài đặt hệ thống điều khiển không? Không thể nào đâu Bertie. Ruby là một con robot rất thông minh và có khả năng tính toán của một con người. Ta sẽ đợi. Tốt quá, anh ta đang ở một mình. Những chiếc gai sẽ tàn hình và chỉ xuất hiện lúc cô tự vệ và có ý muốn ra lệnh cho cái vòng này tiêu diệt kẻ thù. Còn nếu có kẻ khác muốn cướp chiếc vòng này, nó sẽ tự bật chế độ hủy diệt, có khả năng thiêu cháy cả một khu rừng. Hãy bảo vệ viên đá này, nó cho cô sự sống. Nếu nó rời khỏi vòng cổ của cô, ngay lập tức cô sẽ tan biến thành một đống hoang tàn. Roy, tại sao cậu lại giữ cô gái lạ đó lại? Cô ta nhìn rất khả nghi. Tôi muốn đuổi cô ta ngay lập tức. Loài người thì có cả người xấu, có cả người tốt. Không nên vì một ai đó xấu xa mà chúng ta nghi ngờ cả những người khác nữa. Huống chi cô gái ấy lại đang gặp nạn. Vòng tay biến mất rồi. Mình không còn ý định tấn công anh ta nữa hay sao? Tại sao vậy? Ngày qua ngày, Ruby được chìm trong không gian hiền hòa và yên bình của cuộc sống với bộ tộc Valerie. Cô dần có cảm tình với họ. Trời, anh ấy phát hiện ra mình đang nhìn anh ấy. Xấu hổ quá. Cô sang đây chơi với tụi cháu nha. Chú trời bảo chú rất thích cô. Từ nhỏ, những lũ trẻ của bộ tộc chúng tôi đã phải tập cầm cung tên để tự vệ và sinh tồn. Có rất nhiều kẻ đột nhập vào đây để muốn cướp những viên đá Rhyenium của chúng tôi. Tôi rất thương lũ trẻ của khu rừng này. Nếu tôi không còn ở đây để bảo vệ chúng nữa, cuộc sống của chúng sẽ đi về đâu đây? Tại sao cô ta vẫn chưa giết được hắn chứ? Ta phải nói chuyện với cô ta. Ruby, sinh mạng của cô nằm trong tay của ta. Ngay lập tức giết rồi và lấy Rhyenium từ đống tro tàn của hắn về đây. Tôi không thể thực hiện nhiệm vụ này. Ruby, em có sao không? Em mệt lắm đúng không? Tôi e là cô ta có cảm xúc tình yêu với Roy thật rồi nên mới không nở ra tay. Tình yêu sao? Tình yêu là cái thứ gì? Nó cũng tồn tại được ở một con robot sao? Bình tĩnh nào Ruby, mọi thứ đang rất ổn mà. Để tôi đưa em về nha. Roy, cậu có cảm tình với cô ta rồi ư? Rồi cậu sẽ phải hối hận khi giữ cô ta ở lại. Hãy nhìn cô gái nấp sau gốc cây kia đi. Ta biết phải làm gì rồi. Ông là ai? Tôi tới đây cứu lấy tình yêu của cô đấy. Tình yêu của tôi sao? Chỉ cần thủ tiêu Ruby, chẳng phải Roy sẽ dành trọn tình cảm cho cô hay sao? Không thể nào. Tôi... Cô ta chỉ là một con robot mà thôi. Hãy giật lấy chiếc vòng tay của cô ta. Ngay lập tức cô ta sẽ im lìm như một đống sắt vụn vậy. Hả? Ruby chỉ là một con robot à? Sabia, cô làm gì vậy?
nó sẽ bật chế độ hủy diệt đấy. Vậy là không phải, cô sẽ chết đi khi bị lấy nó đi hay sao? Savia, cô làm gì Ruby vậy? Rồi à, cậu nghe hết rồi đúng không? Cô ta không phải là người, cô ta là robot. Và chiếc vòng trên tay cô ta là vũ khí hủy diệt. Mặc kệ cô ấy là ai, tôi không cần biết. Nếu có ý định tiêu diệt tôi, cô ấy đã có bao nhiêu cơ hội và đã làm rồi. Tôi tin cô ấy là người tốt. Cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng em bằng trái tim lương thiện của mình. Đó cũng là lý do khiến em không thể làm hại anh được. Chỉ vài phút nữa thôi, cây vòng sẽ thiêu cháy rụi cả cánh rừng. Trời ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lẽ nào lão bơ thi đó đã lừa tôi? Hãy bảo vệ viên đá này. Nếu nó rời khỏi vòng cổ của cô, ngay lập tức cô sẽ tan biến thành một đống quan tàn. Rồi à, khoảng thời gian bên anh dù ngắn ngủi cũng đủ khiến em hạnh phúc như một con người thật sự. Em chỉ là một con robot, nhưng em sẽ làm hết mọi khả năng em có để bảo vệ anh và những người mà anh yêu quý. Ruby, em định làm gì? Đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời robot của em. Ruby Ruby đã tự hủy để bảo vệ tất cả chúng ta. Dù chỉ là một robot, nhưng cô ấy đã hồi đáp lại sự lương thiện của chúng ta. Tôi sẽ giữ viên đá này mãi mãi và nhớ đến cô ấy cả đời này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.